Chào các bác nhé, hôm nay em lấy rừng lấy củ bạc Hà Núi đây. Củ này to già này, trên đá. Củ này chắc phải dài 5 mét, nặng khoảng 50 cân. Này, to già đơ luôn, nhìn đã biết đây. Dài kinh khủng luôn. Củ bạc Hà Núi này nhé, về các bác phải đồ lên cho thật chín, để nguyên trạng đấy, không được phép đụng cái gì vào. Sau đó mới thái ra rồi sấy phơi khô mới dùng được. Các bác có nhu cầu liên hệ nhé. Này, rừng già rậm cao vút này. Rậm rạp đúng không ạ? Rừng già um tùm luôn này. Các bác có nhu cầu thì cứ liên hệ em nhé, em cung cấp nhé, theo số điện thoại ở góc màn hình. Cảm ơn các bác theo dõi, tạm biệt các bác.